Thì anh em, đêm nay ông bà cậu cho má anh em mình bóc đá nha, lót hầm. À, sừng sỏ đứng hiên ngang hôn rực rỡ nè, mập hay mập? Đâu? À, thấy mập hấp dẫn không? Mập hấp dẫn quá mập ơi. Mày thấy con đuôi chưa mập? Anh em mình đang tiến hành lót quá trời hầm luôn. Xung quanh đây bộ lưới nhiều lắm, bộ đêm lẫn bộ ngày. Bữa giờ mình quay rất là nhiều clip nha anh em, quay rất nhiều nhưng mà không có thời gian đăng tải cho quý anh em mình xem. Bữa giờ rất là bận làm luôn, chung là thức trễ đêm làm rồi ngày do bán chế, rồi tranh thủ thời gian ngủ nghỉ nữa, không có thời gian đã biên soạn ra clip cho anh em. Nói chung là cũng rất là uổng luôn. Hôm nay tranh thủ quay thêm một cái clip này nữa. Hôm qua cũng vô bờ bán cá nhưng mà không có quay được, thời gian làm quá nhiều công chuyện. Máy thì anh em chạy ngày chạy đêm, chạy cái lượng ga cao cho nên là nhiều chuyện mình phải trông chừng, rồi vô tới bờ cũng lọc độc dưới hầm máy bận rộn. Tranh thủ múc cái lượng cá này rồi má anh em mình tiếp tục kiếm giác lưới ngày cho hết tải luôn nha anh em. Đó, bây giờ ghe còn đang đảo dò xe dưới ghe nè, đảo cuối. Hôm nay má anh em mình di chuyển lên trên đảo lại rồi. Mấy hôm trước thì cách đây 2-3 hôm má anh em mình làm khai thác dưới dùng vàng khoan, mấy vàng khoan dầu. Nay mấy anh em mình di chuyển lên này là nó di chuyển lên lại tới 40-50 lý. Có ghi 4 ngày chạy đổ khối đổ lửa, chen giờ là đổ khối đổ lửa nhiều lắm. Bạn làm chứ không quay mấy clip lưới quay đêm mà 4 ngày anh em xem hấp dẫn. Cá nó ốp quá, chen một đó cho nên là lúc bổ là ai tranh thủ ấp ào vô bổ. Ghe ở đây nhiều lắm nhưng mà quay góc này nó hơi xe anh em không thấy thôi, để zoom lại gần nè. Quá giờ ghe không đó, anh này thấy bữa ngày đổ khối đổ lửa chạy lại nè.
clip xem sao anh em xem chơi, anh em nhớ lại YouTube bố về. Nhanh nhanh làm tiếp giác ngày nữa.
theo. Để. Để. Để quá. Con nào con nấy u no heo nùa. Nọc lòng trét. Con hai trét thôi. Từ 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 cho em đổ đế rồi cho về đế lên bán kế anh em sau mưa. Đổ đế vô mập mập ốm. Đổ vô nhiều nhiều đé vô cho nó lỡ nhiều hầm luôn em. Lót thêm hầm nữa, bóc đé rồi nhiều lên. Mà lót 4 5 hầm. Anh em béo màu chậm quá. Do lúc đầu độ 2 tấn giờ nhảy lên thành 4 5 tấn. Sáng rồi. Sáng rồi nên là anh em bình tĩnh làm. Đây tiếp tục múc giọt tiếp theo. Ông đang ngồi chụp mũi làm cái chức năng gì đó. Vô sẽ đẹp quá, hấp dẫn quá. Đó, cho cái tùng anh em trên đây rai rai xuống cho anh em kịp thời gian đổ đế. Kế ngày động gió anh em, bữa nay bắt thẩu liêu phiêu rồi. Tối nay nữa là làm không ra được nha. Bữa nay mình lên bán ké, còn anh em là chạy vô đảo cuối là nấp gió. Ăn uống giao lưu. Từ 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 cho anh em đổ đế ơi. Ké 7-80, 8-90 ơi. Rồi tiếp tục lên giọt ơi. Kia là anh Tín đang kéo chức năng là kéo giọt ké lên. Đấy. Múc trong hình kéo lên. Lúc này ông tự cho mình đẹp trai hết đó. À, người đẹp tắt một máy. Đợt bây giờ đổi phong cách thì màu đen gì đó mà đẹp cỡ nào đâu, mười mấy năm lẩu thờ rồi. Tiếp tục cá anh em. Cá quay kiểu này thấy nó hấp dẫn. Rồi. Này quay kẹt. Từ 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 bằng đó nữa anh em bình tĩnh đổ đế chút ơi. Giờ mày thấy đế linh láng rồi, bắt đầu mày sóc xuống nữa mập ơi. Đây mập đi. Cần lóc màu da cam đây.